Tại hội nghị sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 10 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết diện tích trồng sầu riêng cả nước hiện tăng lên nhanh chóng, vượt quá định hướng quy hoạch chung đang làm gia tăng rủi ro cho cả người trồng và doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Nếu như năm 2020 tổng diện tích sầu riêng cả nước chỉ hơn 71.000 hecta, thì đến cuối năm 2023, con số này đã hơn gấp đôi, lên mức gần 151.000 hecta, tăng hơn gấp đôi so với định hướng của ngành nông nghiệp là chỉ có khoảng 65.000 đến 70.000 hecta sầu riêng. Hiện cây sầu riêng tập trung nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và một số ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Ước tính có khoảng 50% diện tích sầu riêng đang cho thu hoạch với sản lượng sầu riêng năm 2023 đạt gần 1 200.000 tấn. Trong một vài năm tới khi diện tích cho thu hoạch tăng lên, sản lượng sầu riêng Việt Nam có thể sẽ tăng gấp đôi. Trước thực tế trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung yêu cầu cục trồng trọt phải nhanh chóng chỉ đạo hướng dẫn các địa phương rà soát diện tích sầu riêng hiện tại để có phương án tổ chức sản xuất hợp lý, xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn kỹ thuật cho trái sầu riêng tươi để làm cơ sở đánh giá chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu.